Việt Hương bật khóc nức nở, hé lộ sự thật chuyện có nghệ sĩ bị ghẻ lạnh ở lễ tưởng niệm nghệ sĩ Ngọc Đáng. Những ngày qua, lễ tưởng niệm nghệ sĩ Ngọc Đáng bỗng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không chỉ nghệ sĩ ưu tú Thoái Mỹ nhận chỉ trích bị cho là ngó lơ tiền bối Hồng Giáp, Việt Hương cũng bị kéo vào lùm xùm không đáng có. Cụ thể vừa qua, Việt Hương phải lên sóng livestream bức xúc cho biết mình nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn nhắc đến chuyện không vui. Theo đó, một số YouTuber ở buổi lễ đã quay clip cắt ghép rồi tung lên mạng với nội dung sai lệch khiến nữ danh hài bị ảnh hưởng. Những ngày qua, vì bận rộn nên Việt Hương chưa thể lên tiếng, giờ đây mới nói rõ. Tôi không hiểu vì sao tôi quỳ lại Phật cũng bị chửi. Các bạn chỉ biết vác máy lên quay rồi về cắt ghép, đăng lên kiếm tiền mà thôi, mặc kệ sống chết người khác. Các bạn đâu biết, chỉ một buổi tiệc nhỏ như thế thôi mà chúng tôi đã phải chuẩn bị biết bao nhiêu công sức, Việt Hương chia sẻ. Vì quá xúc động, Việt Hương còn rưng rưng nước mắt, giọng run run giải bày với cư dân mạng. Đây không phải lần đầu tiên nữ danh hài bị hiểu nhầm, nhưng cô vẫn không thể không tức giận vì bản thân vướng vào chuyện trời ơi đất hỡi. Đáng chú ý, Việt Hương còn nhắc đến chuyện gây ồn ào thời gian qua. Dư luận vẫn thắc mắc chuyện một số nghệ sĩ khi đến viếng được đón tiếp nồng hậu, còn một số thì không. Việt Hương đính chính hoàn toàn không có chuyện ghẻ lạnh hay xem trọng, xem nhẹ bất cứ ai. Tôi đến buổi tiệc tối muộn, đồng nghiệp ra rước, đón vào cũng bị chửi. Có những người đã lên từ sáng đến chiều, ở đó xuyên đêm, xem nhau như người nhà thì đón rước làm gì nữa, Việt Hương nói. Tâm sự thêm về lễ tưởng niệm nghệ sĩ Ngọc Đáng, Việt Hương cho biết cô và nhiều người phải set up mọi thứ chu toàn mới để các YouTuber vào quay. Thế nhưng không vì lời lọng khâu này mà cuối cùng nữ danh hài lại bị cắt ghép clip với nội dung không hay. Cô hối hận đến bật khóc, trộm nghĩ mình không nên để mọi người ra vào tùy ý như vậy. Được biết, Việt Hương đã đứng ra lo toàn bộ chi phí cho lễ tưởng niệm nghệ sĩ Ngọc Đáng. Nữ danh hài tâm sự, đó là tấm lòng cô dành cho người đã khuất. Việt Hương hiểu nhiều nghệ sĩ cải lương lớn tuổi, dù rất muốn nhưng không đủ năng lượng để làm việc này.